chúng thật vui. Cảm ơn nhãn hàng Dialac đã tài trợ cho chương trình này. Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn đến tham gia với chương trình Tình yêu của mẹ thì hãy liên hệ với chúng tôi tại công ty Lasta, số 292 đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị một đêm Giáng sinh thật vui. Hẹn gặp lại vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta, được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Anh Hòa Hiệp biết không, có một câu nói như thế này: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Và ngày nay nụ cười đã được khoa học chứng minh là rất tốt cho sức khỏe. Nụ cười giúp cho chúng ta khỏe tim nè, bổ phổi nè, đẹp da mặt mà. Đặc biệt là nụ cười giúp cho chúng ta gần nhau hơn. Và với 15 phút của chương trình Chinh phục thời gian, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý khán giả những nụ cười thật vui và sảng khoái bên gia đình và người thân của mình. Còn các thí sinh khi tham gia chương trình Chinh phục thời gian sẽ là những kỷ niệm khó quên qua những giây phút hồi hộp căng thẳng vui nhộn, có phải không Ngọc Hương? Và không biết thí sinh trong ngày hôm nay của chúng ta là ai, Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả đang rất là nóng lòng chờ đợi. Anh Hòa Hiệp hãy bật mí đi nào. Vậy thì chúng ta cùng chào đón thí sinh của chúng ta ngày hôm nay nào. Giận hờn chi nhau để lòng mãi thân thờ, phải chăng còn yêu là con giận sao? Vì người tôi yêu nàng yêu tôi rất nhiều, thế nên nàng cũng hay giận nhiều. Đừng giận nữa, này người yêu ơi, ngày buồn sẽ qua như chưa từng bao giờ tới, rồi anh sẽ lại sang chơi, mình lại có nhau để tìm tình yêu vẫn cháy. Và anh hứa chỉ một lần thôi, rằng anh sẽ ngoan sẽ không để em buồn nữa. Này người yêu nhé, nàng còn giận không? Hình như bóng đêm đang tan dần theo nụ cười. Như vậy là quý vị khán giả đã đoán là thí sinh của chúng ta hôm nay là ai rồi, có phải không nào? Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì anh Hoàng Bách của chúng ta đã vừa gửi đến cho quý vị khán giả một ca khúc thật là tuyệt vời. Rất là dễ thương, có phải không nào? Vậy thì chúng ta hãy dành một tràng tay để dành tặng cho anh Hoàng Bách nào. Ủa, anh Hoàng Bách ơi, anh ở đây còn nhóm các thành viên trong ACNM đó rồi. Các thành viên còn lại của ACNM hiện đang... Theo Bách đoán không lầm thì có lẽ các bạn còn đang phải quay phim. Các thành viên đang phải quay phim và một mình anh Hoàng Bách đến đây để chinh phục thời gian. Thế thì anh Hoàng Bách đã xem chương trình Chinh phục thời gian lần nào chưa? Và điều gì khiến anh thú vị nhất? Nói chung là tất cả mọi thứ của chương trình đều rất thú vị. Và Bách đặc biệt thú vị bởi chủ đề của chương trình, bởi vì thời gian là thứ quý giá nhất trong... Một trong những thứ quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Trong công việc đi ca hát của anh á, anh có kỷ niệm nào vui mà lúc nào cũng nhớ đến cái vụ mà bị trục trặc về thời gian không?
Ờ, cái đó là Bách bị thường xuyên. Có một câu chuyện vui thôi. À, có lẽ cũng trong khoảng thời gian gần Giáng sinh này đây. Thì cách đây mấy năm khi ACNM còn rất là tham lam và nhận nhiều show. Bách nhớ là trong cái đêm Giáng sinh đó ACNM nhận tới hơn 10 show lận. Wow, 10 show. Hơn 10 show gì? Đúng nghĩa là chạy show thôi. Là chạy bộ đó. Chạy bộ luôn. Vâng. Tại vì các bạn biết là trong khi mà tính đêm Giáng sinh á, thì đường phố ở trung tâm Sài Gòn hầu như là không chạy xe được nữa, mọi người đều đi bộ. Nên ACNM đi và tới nơi thì không thể nào mà chạy xe được nữa, thì đành bước xe một chỗ, rồi cả nhóm chạy bộ từ Hai Bà Trưng qua nhà hát thành phố, rồi quay lại Dinh Độc Lập, rất là nhiều nơi như thế, và ACNM chạy bộ hết, rất nhiều khán giả chạy theo. Ủa, hôm nay đóng phim hả các anh? Wow, anh Hoàng Bách của chúng ta cùng nhóm ACNM thì chạy show rất là nhiều, vì vậy thời gian là một thứ mà vô cùng quý giá đối với tất cả chúng ta cũng như là nhớ anh Hoàng Bách. Chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút trước khi anh Hoàng Bách của chúng ta đến với vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian. Đến với chương trình Chinh Phục Thời Gian, anh Hoàng Bách sẽ phải tham gia một trò chơi vận động. Và quỹ thời gian của cả hai vòng thi chỉ là 99 giây. Vì vậy, tham gia ở vòng 1 càng ít thời gian, thì ở vòng 2 anh sẽ có càng nhiều thời gian để đến với đoán thời gian bí ẩn. Và bây giờ thì anh hãy chọn cho mình trò chơi nào. Và không biết là anh có cần hỏi ý kiến quý vị khán giả hay không? Các bạn thích Bách chọn số mấy ạ? Số mấy các bạn? Để số mấy các bạn? Các bạn giữ nguyên tay nha, để Bách số nhìn rồi. Số 1 hả? Số 9? Biết rồi. Số 3 hả? Bách biết rồi. Số 6? Hay là số 3? Số 3 thôi, đưa hai ngón tay. Anh Hòa Hiệp ơi, anh Hoàng Bách nói là Bách biết rồi. Và bây giờ xin mời Bách chọn. Bách thấy nhiều bạn giơ số 3. Đấy là con số Bách thích. Vậy Bách chọn là số 3. Vậy thì chúng ta hãy xem số 3 là trò chơi gì nhé. 1, 2, 3. Đó là trò chơi công phá bong bóng. Không biết là hồi nhỏ anh Bách có thích chơi bong bóng không? Đến giờ này Bách vẫn thích chơi bong bóng. Những cái gì tròn tròn là Bách thích. À, anh Hoàng Bách của chúng ta thích chơi bong bóng. Và bong bóng thì luôn luôn gắn liền với kỷ niệm ấu thơ rất là dễ thương, hồn nhiên. Nhưng mà bong bóng trong chương trình Chinh Phục Thời Gian có hơi khác một chút xíu, bởi vì nó chính là đối thủ của anh. Quỳ Hiệp thấy là các bạn nhỏ khi mà có được một cái bong bóng á, rất là yêu quý, không để cho bể đâu. Nhưng mà không biết là hồi nhỏ anh Bách á, khi mà bể bong bóng á, anh Bách có khóc không? Không, Bách nghe tiếng nổ Bách khoái lắm. Vậy hả? Vậy thì hôm nay anh sẽ có cơ hội làm cho bong bóng nó nổ đó. Và bây giờ còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng anh Hoàng Bách của chúng ta đến với vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian được mang tên Công Phá Bong Bóng. Bạn sẽ phải công phá bong bóng rất rất lớn bằng bơm tay, bơm chân. Hãy tập trung lực vào đôi tay và đôi chân của mình để bơm quả bong bóng đến khi nào chúng vỡ tung thì thôi. Hãy cố gắng bơm thật mạnh, thật nhanh, vì chiến thắng chỉ được ghi nhận khi bạn công phá dưới 49 giây. Anh đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Và Hòa Hiệp nghĩ rằng trước khi anh Hoàng Bách bắt đầu thì quý vị khán giả hãy cho anh Hoàng Bách một tràng pháo tay thật lớn nào. Hỡi lên. Rồi chúng ta hãy cổ vũ cho anh Hoàng Bách. Chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để bắt đầu nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Bye.
chân có phải không nào? Không biết là anh Hoàng Bách có mệt không chứ Hòa Hiệp cổ vũ thấy Hòa Hiệp mệt quá. Bây giờ thì anh ơi, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình được không? À, biết vậy chiều hôm qua Bách không đi đá banh. Mệt quá. Để dùng sức hôm nay để công phá bong bóng đúng không ạ? Bách nghĩ trò chơi này nó cũng đơn giản thôi ai dè. À, Hòa Hiệp thấy là cái bong bóng bên đây là nó dài nhất. À, anh Hoàng Bách bơm 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 mà nó bư 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 mà không chịu về. Cái trái bên này này, Bách tưởng là nó không về nữa, Bách tính bỏ cuộc nhưng mà đã chơi phải chơi tới cùng. Không biết là thời gian dừng lại con số mấy? Được, Hòa Hiệp sẽ công bố thời gian ngay đây. Con số dừng lại ở đồng hồ là 19. Có nghĩa là anh Bách đã sử dụng hết 80 giây. Như vậy là anh Bách không chiến thắng ở vòng thi thứ nhất này rồi. Nhưng không sao, anh Bách hãy cố lên bởi vì khán giả sẽ cổ vũ cho anh. Bởi vì anh còn bước vào vòng 2 với trò chơi Đùa Thời Gian Bí Ẩn. Và để cho anh Hoàng Bách của chúng ta kịp thời lấy lại sức khỏe để đến với vòng 2, chúng ta sẽ cùng thư giãn trong ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chinh Phục Thời Gian. Anh Hoàng Bách của chúng ta sẽ phải điều khiển chiếc vô lăng để đi tìm thời gian bí ẩn của chương trình đã mặc định trước. Và khi đã xác định giờ và phút, anh Hoàng Bách sẽ nhấn nút xác định. Và khi mũi tên lên xuất hiện, có nghĩa là đã chưa chọn đến thời gian. Và ngược lại, nếu như mũi tên xuống xuất hiện, có nghĩa là đã chọn quá thời gian. Và anh Hoàng Bách ơi, xin báo anh một tin mừng là trong vòng 2 này anh sẽ được bạn thêm thời gian. Để xem anh Hoàng Bách của chúng ta chọn được thời gian cộng thêm là bao nhiêu. Sẽ có 4 tấm bảng logo. Một lần nữa Bách chọn số 3. Vậy thì chúng ta hãy xem coi số 3 có phải đem lại may mắn cho anh Bách không nha. 1, 2, 3. Bao nhiêu giây? Yeah. Và như vậy tổng cộng thời gian anh Hoàng Bách của chúng ta đến với đoán thời gian bí ẩn là 39 giây. Quang Hiệp thấy là may mắn đang mỉm cười với anh đó. Hy vọng rằng ở vòng 2 này anh sẽ chinh phục nó và tìm ra thời gian bí ẩn của chương trình. Còn bây giờ còn chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng mời anh Hoàng Bách bước vào vị trí. Mời anh. Và bây giờ anh đã sẵn sàng rồi phải không nào? Bách sẵn sàng. Chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để trò chơi được bắt đầu. 1, 2, 3 bắt đầu. Nhanh lên, nhớ xác định thời gian. Xin mời anh. Anh Hoàng Bách của chúng ta chỉ sử dụng hết 26 giây để có thể đoán được thời gian bí ẩn của chương trình. Bây giờ thì cảm giác anh thế nào? Đúng ra là Bách tính nhấn số 30 á. Mà không biết sao. Nhưng mà kẹt vô lăng đúng không? Kẹt, Bách nhấn đại à nhà chú? Vô tình là nhấn đại của anh Hoàng Bách thôi. Và điều đó cho thấy là trong cuộc sống có nhiều điều rất là ngẫu nhiên đúng không anh Hoàng Bách? Hay không bằng hên có phải không nào Ngọc Hương? Đúng rồi, và anh Hoàng Bách của chúng ta đã xuất sắc giành được giải thưởng là 9 triệu đồng cộng với giải thưởng ban đầu là 2 triệu đồng nữa. Và như vậy tổng cộng giải thưởng mà anh Hoàng Bách có được trong chương trình là 11 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Yeah. Và bây giờ thì Hòa Hiệp sẽ kiểm tra lại một lần nữa có thời gian bí ẩn có chính xác không nào. Có phải là 11:25 đâu. 1, 2, 3 Chính xác là 11:25. Và trước khi chia tay với chương trình, anh có muốn nói điều gì không? Vâng, Bách cảm ơn rất nhiều chương trình đã cho Bách cơ hội thêm một lần nữa được vui chơi với tất cả quý khán giả và quý khán giả trên truyền hình. Và thêm nữa là được làm quen với rất nhiều bạn mới như Hòa Hiệp và em. Xin được cảm ơn anh Hoàng Bách đã dành một chút thời gian đến tham gia chương trình. Xin chúc cho anh luôn vui vẻ và hạnh phúc và ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca hát của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh. Và các bạn thân mến, tiếng cười, sự sảng khoái, đó chính là những chất xúc tác để giúp cho chúng ta thư giãn và cân bằng với cuộc sống vốn nhiều khó khăn và phức tạp. Và hy vọng 15 phút của chương trình Chinh Phục Thời Gian, quý vị và các bạn đã có những tiếng cười thật là thư giãn và thoải mái bên gia đình và bạn bè của mình.
Và nhớ đừng quên đón xem vào lúc 19:30 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Panadol cảm cúm đã tài trợ chương trình này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thái Vũ Lê Hoàng là tên của tôi. Trời ơi, hay quá vậy ta. Nhanh lên bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, hãy vô. Hãy vô. Tiếp tục nào. Nhanh lên các bạn. Nhanh lên bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với phần 2 của chương trình Chiếc Phục Thời Trang. Cây kim dài đúng số 12. Rồi, xác định đi bạn. Mũi tên xuống xuất hiện nghĩa là giảm. Giảm xuống nào. Giảm giờ đi bạn. Xác định đúng số 12. Xác định đúng số 12. Xác định.